như con có nói với chú là uh, chị chủ cũng nói là con nên nghiên cứu cái cạc ăn trước cái thực đơn của nhà hàng con nghiên cứu được bao lâu được cái gì rồi? Dạ con mới xem sơ xem nước uống có cái gì với lại. đồ ăn thì sắp có cái gì, chú con cũng chưa có xem chi tiết những cái thành phần ở trong đó. Con, à, con uh, bây giờ chú khuyên con nha, trong cái thực đơn của nhà hàng Đức á thì lúc nào là cũng for spy là phía trước xong rồi tới how tức là for spy tức là món khai vị xong rồi tới món chính rồi tới món mini tức là món mini là cái món nó nhiều người ăn nó có nhiều món hơn nó, nó to hơn ha rồi sau đó là món tráng miệng đó là đề rồi sau đó là thức uống người ta để ở phía sau cái cạc thực đơn ấy. Đó, nó có chia ra một lục của nó như vậy. Nhà hàng nào cũng giống nhau. Và món ăn Đức là không có nhiều, không có nhiều như món ăn, ăn Việt Nam. Thì bây giờ là hôm nay con có thể vào nhà bếp, con xem, con nhìn những cái món đó, họ ra món. Thì con sẽ cầm cái thực đơn, để con nhìn cái món đó con học. Như vậy thì khi lúc làm á, thì thường lúc làm á, là người ta đẩy cái món ra rồi, mình phải biết món đó là món gì, bàn số mấy. Mình bưng tới thẳng đó luôn. Con đã bồi ở Việt Nam con biết rồi ha Nhưng mà chú thấy là bồi bàn ở Việt Nam Làm việc thoải mái quá đi Từ từ thôi bên này không có đâu Đẩy ra bưng lẹ nhanh Rồi trở vô chuẩn bị bưng món khác Rồi bưng nước Thường cái quy trình của Đức như thế này nè Chú nói để con biết qua một chút Con có thể quan sát các chị đang làm đó. ha Là à, Khi người khách vô Thì mình mời người ta à, Chọn bàn nếu người ta đã đặt bàn thì mình hướng dẫn người ta vào bàn ngồi à, mình có thể là đỡ áo khác cho người ta mùa này chưa có áo khác nhưng mà có thể mùa đông lạnh thì có áo khác mình đỡ cho người ta xong rồi á, khi người ta ngồi yên rồi thì mình à, sẽ đem thực đơn ra đưa cho người ta thì trong thời gian đó là mình đi làm chuyện khác thì khi người ta đọc thực đơn xong người ta sẽ gấp thực đơn lại khi người ta chưa gấp thực đơn á, thì mình chưa có cần đến hoặc người ta có thể hỏi mình cái gì đó thì mình đến những là những người khách nào mà lạ đó thì họ có thể món này nó có cái gì cái gì thì mình phải đến giải thích được thì lúc đầu con chưa thể giải thích được thì con nhờ các chị hoặc là có thể là con phụ bồi chú chưa biết là thứ bảy này con sẽ làm như thế nào nhưng mà chú nói cái quá trình đó là khi họ gấp cái thực đơn lại họ xếp lại là mình lúc nào mình cũng phải quan sát nha là họ gấp lại là mình phải đến mình hỏi là họ đặt món gì đầu tiên lúc nào họ họ cũng đặt nước uống mình sẽ hỏi nước uống trước. Khi họ đang xem thực đơn á, là mình có thể hỏi nước uống rồi. Để mình phải tranh thủ. Đó. Thì hỏi nước uống xong mình sẽ đưa, mình sẽ tự lấy nước uống. Hoặc là nếu mà cái cái quầy ba đó có người đứng rót nước thì sẽ đưa cái đơn cho họ, họ sẽ rót nước. Thì mình bưng bưng ra. Khi họ rót nước xong mình phải bưng ngay. Bưng ra. Mà con phải nhớ là khi đông khách, một mình con sẽ phụ trách rất là nhiều bàn chứ không phải một bàn. Đó ở Việt Nam chú thấy là phụ trách có dài bàn thôi có người bưng bê phụ nữa làm rất là nhàn nhưng mà bên Đức này tốc độ làm không phải như vậy con có thể tham quan các chị làm và nếu có thể con xin phép con quay video bắn qua cho chú chú sẽ gửi lên cho các bạn xem nhưng mà chú nghĩ là luật bản quyền chắc là con phải xin phép là họ có chịu cho quay họ lên YouTube hay không nếu họ không nếu họ không đồng ý là mình không có làm mình làm mà là họ kiện mình á À, cái đó sao đi cái đó về sao bây giờ là cái vấn đề của con là à, sau đó là mình lấy thực uh, đơn xong mình sẽ đánh vào máy mình chìa cái ở trong máy thường nó có tự động luôn ở trong nhà bếp họ sẽ nhìn thấy à, rồi mình bưng nước ra xong thì mình đi uh, bồ cho các bàn khác thì khi trong nhà bếp mà họ ra đồ xong mà họ bấm chuông thì phải vào mình nhìn đó, mình nhìn cái món ăn đó của bàn nào đó. Thì thường nhà bếp nếu mà họ ấy đó Uh, họ biết mình mới á, thì họ gắn luôn cái cái, cái đơn á, lên trên cái gì cho mình ở uh, chỗ cái dĩa hoặc là họ bảo cái này là món số mấy thường là uh, bên đức này á, thức ăn đoạn ăn đức chỉ một dĩa thôi bưng một dĩa là xong rồi đó chứ không phải mà dạ, đường rồi ừ uh, bưng rất là bởi vậy bồi cho người tây sướng hơn bầu cho đồ ăn á nha đồ ăn á cực lắm nào đĩa nóng nào chén đũa tùm lum còn người đức mỗi người có một dĩa bưng ra là xong à, uh, cho nên là rồi nếu mà cái dĩa đó mà họ làm nóng á, thì họ sẽ có cái khăn cho mình, lót lên tay con học bò cũng biết rồi ha thì bưng ra là con sướng lên là cái món này thì ai mà họ ăn món đó họ sẽ giơ tay lên thì mình mời họ cái đó nghiệp vụ của con con biết rồi thì khi họ đang ăn thỉnh thoảng là con phải giả một vòng thấy họ uống hết nước á, con phải học nhiệm vụ con phải hỏi là ngài có cần uống thêm nước ngài có muốn uống thêm gì không emergency not advice drinken. nha hỏi lịch sự emergency yeah. not advice drinken, peter uh, Ken vậy thôi nếu họ uống họ sẽ đặt thêm mình nhiệm vụ mình phải rảo chứ không phải đứng một góc như ở việt nam không có được đâu con phải rảo thường xuyên xem là người khách của mình tức là mình phải chăm sóc khách hàng họ có nhu cầu gì còn ví dụ mình hỏi thấy họ muốn uống thì họ sẽ giơ tay họ nói tôi muốn uống thêm cái này còn họ không muốn uống thì họ nói nay đăng cơ X cái nút hoặc là họ chỉ nói nay đăng cơ thôi là xong thì khi họ ăn xong là con phải nhiệm vụ là phải tới dọn ngay không có để mà cái cái đĩa đồ ăn để lâu ở trên bàn như hãy khi hãy như vậy khi họ đang xong con phải dọn ngay cho họ trống cái bàn để họ ngồi họ nói chuyện rồi họ uống nước ha cái đó là nghiệp vụ con biết rồi ha con có thể xuống quan sát các chị làm trong thời gian này xuống quan sát đi rồi Con phải học thuộc cái món ăn đó, thì con bưng nó sẽ nhanh lên à, Không phải hỏi người trong đầu bếp họ sẽ không thích con hỏi món này là món gì Cho bạn nào họ không thích vậy đâu, họ có nhiều việc á Mình phải học thuộc, chính vì vậy mà cô chủ đã đưa con cái thực đơn Và yêu cầu con là học thuộc đi Có thể tuần đầu con sẽ nhờ các chị hỗ trợ rất là nhiều Nhưng mà tuần sau là người ta quan sát là con phải tự lập rất là nhiều Con phải làm được một mình đó, thì như vậy á, con phải học giao tiếp con phải chịu khó nói chuyện với các chị với chị chủ với các người trong bếp để tạo là cái không khí làm việc nó hòa đồng con phải nói con nói dở con cũng phải nói con nghe dở con cũng phải nghe từ từ nó sẽ nâng lên chứ còn con cứ im á, là không bao giờ con hòa đồng được à, như vậy á, người ta đánh giá uh, mình rất là thấp phải không mình phải mở cái miệng ra cứ hòa đồng cứ sở lỡ cứ nói tùm lum nói sai cũng được nói sai người ta sẽ sửa nha không có sợ nói sai tâm lý người việt mình khi học tiếng đức là rất sợ nói sai thì chú khuyên con là không sợ nói sai nói càng dạ. nói càng nhiều mình sẽ mau cái miệng mình đó với cái ý nghĩa mình nó sẽ uh, buộc miệng ra nói như nói tiếng việt rồi mình không nói không bao giờ mình, mình tiến lên được ha Tôi cũng nói, nhiều đấy, chứ không phải nói tầm bậy ờ ừ, đó người ta nghe mình lúc đầu người ta cũng đoán rất là nhiều nhưng mà sau này khi mình nói quen rồi mình sẽ từ từ chỉnh dần mình nói sẽ tốt hơn uhm, vậy thì tóm lại là cái quá trình của con đi qua tới ngày hôm nay là con mất chi phí bao nhiêu? Dạ khi mà con lúc mà học ở Việt Nam thì tùy cái vào cái mức độ sinh hoạt của mọi người thôi chứ con cũng không biết là bao nhiêu đại. Để... Mỗi người sẽ có một cái uh, sinh hoạt khác nhau với chú Cho nên là cái cái tài chính cũng khác nhau Nhưng mà về cái vé máy bay thì uh, Con đi qua đây là 20 triệu Con mang em 1.000 ôi Vậy thì là con chỉ có là bỏ ra 20 triệu và mà ngàn ôi Và những chi phí lạc vặt cho sinh hoạt thôi Chứ con không có phải bỏ uh, 9.000 ôi Hay là vài trăm triệu như các bạn Mà phải đăng ký các trung tâm tư vấn ở Việt Nam đúng không? Dạ đúng rồi chú Con thấy cái khoản đó là nó đắt quá ở trung tâm đắt quá à, Rất may là con là khóa cuối đó chứ nếu mà không có cái khóa này là con phải mất vài trăm triệu mới đi được á Dạ đúng rồi chú thì nếu mà không có cái này có lẽ là con cũng chỉ ở Việt Nam là thôi chứ không, không có nếu mơ để mà đi à, Chú nghe con nói là em con dường như là tuần sau cũng bay đúng không Dạ đúng chú. em con là à, có lịch bay là ngày 28 tháng này. 28 tháng này, cũng qua, dạ, đúng. nhưng mà em con qua là học hay là đi làm với con? Dạ, em con qua Auswindung một chút. Vậy là qua học nghề nhà hàng khách sạn luôn? Dạ, đúng rồi. À, vậy em con học ở trung tâm nào, chi phí bao nhiêu, con có thể uh, nói cho mọi người biết để chú giới thiệu trung tâm đó không? Nghĩa là trung tâm đó là có lâu chưa, đã đưa nhiều học viên qua chưa? Dạ, con cũng không nhớ rõ cái tên trung tâm đó gì chú, nhưng mà hình như là... Starlight ở thành phố Hồ Chí Minh hay sao? À, thì bây giờ con liên lạc về nhà nói em con bắn cái đó qua cho con rồi con bắn qua cho chú, chú sẽ viết uh, ở dưới phần mô tả cho mọi người biết cái trung tâm đó tên là gì, địa chỉ ở đâu để mọi người. Tại vì mọi người ở Việt Nam sợ nhất là các trung tâm họ họ lừa đó, tức là họ dạ. làm ăn không có đàng hoàng thì rất tại nguyên. vì cái cái nỗi sợ đó là cái nỗi sợ chung của tất cả mọi người. Đó, thì bởi vậy là mọi người rất muốn tìm được cái trung tâm nào uy tín thì thường nếu trung tâm đã đưa được hai em, được các em qua thì trung tâm đó là họ có uy tín thì mọi người muốn biết cái trung tâm đó tên là gì, địa chỉ ở đâu để họ có thể, mọi người có thể liên hệ ha. Dạ, 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 có gì con sẽ gửi cho chúng sau. Ừ, rồi, rồi như vậy thì chú rất là cảm ơn con đã dành thời gian chia sẻ cho mọi người. Thì bây giờ cái vấn đề là chúng ta sẽ chờ đợi thêm coi thứ bảy này con đi làm à, nó sẽ như thế nào thì tuần sau à, con đi làm thì con được nghỉ ngày nào à, nhà hàng đóng cửa ngày nào dạ con cũng chưa biết nói chú tại vì con chỉ thấy hai lịch là thứ bảy nhật thôi chắc là lịch theo tuần đó chút nhưng mà thường á, nhà hàng ở đó ở làng thì giờ làm việc của con là không có theo ca mà chỉ chú nghĩ là từ sáng là khoảng 11 một giờ họ mở cửa tối chừng 24 giờ họ đóng cửa, đúng không? Dạ, uh, 9 giờ là họ đóng cửa chứ. Đó, vậy tối là mình được nghỉ ngơi sớm. Còn sáng dạ. mấy, mấy giờ họ mở cửa? Dạ, sáng thì uh, con 10 giờ không biết cửa đâu. Là. À, 10 giờ sáng cho tới 21 giờ đêm. Có nghỉ trưa không? Dạ, có chứ. Có bao giờ? Uh, bao giờ nghỉ trưa được uh, mấy tiếng? Dạ, con làm từ 10 giờ tới uh, 2 giờ chiều. Xong rồi 5 giờ chiều làm tới nghe thôi. Vậy là trưa là nhà hàng đóng cửa Con có thể coi lại cái giờ mở cửa của nhà hàng đó. Con coi dạ? lại, con coi lại. Dạ, nhà hàng chỉ mở từ 8 giờ tới 12, phải không? Để con xem lại chút. Ừ. Dạ, từ thứ hai cho đến chủ nhật là 8 giờ đến 9 giờ. Buổi sáng thì 12 giờ tới 14 giờ. Buổi tối là 18 giờ tới 21 giờ. Rồi, vậy là con là sung sướng quá nhất luôn, con là sướng nhất cái cái nước Đức này luôn, sướng nhất ở Việt Nam luôn, con đi là không có mất tiền chi phí cho các trung tâm tư vấn con qua con làm một cái nhà hàng mà sáng á, 12 giờ mới là mở cửa mở có 2 tiếng đồng hồ tới 14 giờ trưa con nghỉ ngơi con tha hồ con học tiếng con làm những việc cá nhân của con chiều 17 giờ mở cửa tới 9 giờ đúng không con sướng nhất nước cộng hòa luôn chú nói thiệt con người việt mình làm cho với nhau nha như chú làm liên tục à. 10, 12 tiếng một ngày không có nghỉ trưa nha con làm như vậy là con có rất có nhiều thời gian để con học thêm tiếng Đức và nếu mà tương lai con làm thêm YouTube chia sẻ cho các bạn ở Việt Nam biết để mà uh, có còn thắc mắc hay là có muốn trải nghiệm gì đó thì con là một người là người thật việc thật luôn rất là tốt con có rất nhiều thời gian rảnh thì chúng nghĩ là thời gian đó con nên là trao dồi thêm tiếng Đức rất là nhiều rồi sau này vợ con có qua thì con tương lai của con còn nhiều việc phải làm lắm. À, con còn phải học lái xe nè. Rồi có thể là khi vợ qua rồi tương lai phải tìm việc cho vợ này nọ vợ học có thể là không học ở chủng, cùng cùng chỗ con, nhiều thứ lắm nhiều việc lắm. Cho nên là con nên dành thời gian học tiếng Đức, học thêm tiếng Đức cho thật là tốt để sau này con chuẩn bị cho những việc đó. Bây giờ trước mắt thì cứ làm việc đi đã. ha nhưng mà trong hợp đồng của con là con ký là làm việc luôn lương uh, 2002 đúng không dạ, đúng rồi. Đúng. À, là làm luôn con qua là con làm việc sẽ lãnh lương 2002 đúng không dạ, đúng rồi. Sau, à. tháng, ở sau, sau khi văn bằng con tầm phần thì sẽ nâng mức lên nghĩa là văn bằng bây giờ chưa tổng phần thì 2002 uh, dạ. chưa, chưa, chưa trừ thuế trừ thuế dạ, là khoảng đâu một ngàn rưỡi cầm tay đó Bây giờ nhóm thế lương của con sẽ là nhóm thuế 1. À, khi nào vợ con qua thì nhóm thế lương của con á con đăng ký lại là nhóm thứ 3. Thì lúc đó là cái lương ngầm tay của con nó sẽ cao hơn nữa, chừng nào vợ qua thì thôi phải chờ phải 6 tháng sau đi rồi tính ha. Um, yeah. uh, chú cảm ơn con rất nhiều, chú thay mặt cho là uh, những bạn theo dõi kênh của chú, cảm ơn con rất là nhiều uh, cái con đã dành thời gian chia sẻ cho mọi người hôm nay. Uh, hy vọng là tuần sau chúng ta đã có thời gian để tìm hiểu thêm là con hòa uh, nhập dần vào xã hội đức như thế nào việc này là giúp các bạn ở việt nam rất nhiều chuẩn bị tinh thần để các bạn uh, không bị sốc bị bỡ ngỡ uh, rồi cảm thấy là khổ sở rồi cứ bảo nước đức nó không là màu hồng mình uh, con chú hy vọng là con sẽ tìm thấy màu hồng ở nước đức nhiều hơn là màu đen ha bây giờ là con đang là khách chưa phải làm thì con uh, cũng là nên vào tìm hiểu Và chú nói là nên giao tiếp rất nhiều với Cái đội ở trong đó Ở trong đó là tất cả là bao nhiêu người làm Con có biết không Dạ con cũng chưa niệm hết nữa chú, Nhưng mà bữa giờ con chỉ gặp được ba chị thôi Ờ à. Dạ. À, Thì chú nghĩ là cái thời gian Mở cửa của nhà hàng đó là con làm rất là nhàn đấy Con rất có nhiều thời gian rảnh đấy Thì nhớ là ôn tập tiếng Đức và chú cũng à, dạ. Con làm chủ nhật Thì chủ nhật Ờ Chú, à, chủ nhật con, uh, chủ nhật người ta có mở thông không? Dạ, yeah, chủ nhật cũng mở như vậy chú, nhưng mà đóng sớm chứ một tiếng. à, như vậy thì chủ nhật này chú có thể mời con tham gia uh, vào uh, cái chương trình mà chú nói là lên Discord đang mà học thêm tiếng Đức về kỹ năng nói và nghe đó. Ờ, yeah. à, uh, thì cái giờ đó là 2 giờ chiều chứ mới bắt, bắt đầu làm thì có thể là 3 giờ con vào được nữa là 12 giờ con phải ăn uống rồi 3 giờ con vào được chú làm 2 tiếng đồng hồ thì có thể là con vào để chú sẽ đưa cho con đường linh để con vào để con chia sẻ con giúp thêm các bạn ở Việt Nam là uh, nói nghe tiếng Đức tốt hơn ha được không dạ, dạ được chút ừ tức là chúng ta cùng nhau ở đây là chúng ta cùng nhau nâng kỹ năng nói và nghe của mọi người lên để qua Đức không bị sốc như con hiện tại là đang con con bị sốc